Những chất dinh dưỡng giúp bạn lấy lại làn da trắng sáng mịn màng. Dinh dưỡng và chế độ ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tổng thể của chúng ta. Một số chuyên gia khẳng định một số loại thực phẩm có thể gây ra mụn và cắt những thực phẩm đó khỏi chế độ ăn uống của bạn có thể cải thiện tình trạng mụn. Vậy làm thế nào để xây dựng chế độ ăn cho da mụn một cách khoa học? Thực phẩm giàu vitamin A. Vitamin A có thể điều chỉnh sự trao đổi chất của tế bào biểu mô, có tác dụng điều tiết nhất định đối với góc độ năng lông, đồng thời có thể điều chỉnh chức năng của tuyến mồ hôi da, giảm sự xâm nhập của các chất chuyển hóa có tính axit lên biểu bì, có lợi cho da phục hồi của bệnh nhân mụn trứng cá. Thực phẩm giàu vitamin A bao gồm Lamulina velutipe, cà rốt, tỏi tây, bí chăn cừu, rau bina, gan động vật, v.v. Axit béo omega 3, 6, 9. Đây là nhóm chất béo lành mạnh rất tốt cho làn da bị mụn. Chúng có tác dụng tăng khả năng đàn hồi cho da, xóa mờ nếp nhăn, điều hòa nội tiết và điều tiết không cho nồng độ androgen tăng cao quá mức, nguyên nhân chính gây ra mụn trứng cá ở tuổi dậy thì và phụ nữ mang thai. Axit béo omega 3, 6, 9 được tìm thấy nhiều trong các thực phẩm như cá hồi, cá thu, cá ngừ, dầu ô liu, dầu đậu nành, hạt óc chó, kẽm và sắt. Cơ thể của con người chúng ta không thể sản xuất ra protein và collagen là do thiếu kẽm. Trong khi đó, sắt có vai trò giúp vận chuyển oxy đến các chỗ vùng bị tổn thương trên khắp cơ thể như ở da. Nguyên nhân phổ biến gây nhiễm trùng vết thương là bị thiếu oxy. Như vậy, khi cơ thể thiếu một trong hai loại khoáng chất là kẽm và sắt, sẽ khiến cho quá trình tái tạo và phục hồi của cơ thể bị dừng lại. Các thực phẩm có chứa kẽm như ngũ cốc nguyên hạt, thịt, trứng, sữa, hàu. Thực phẩm có tác dụng giải nhiệt, tản nhiệt. Hầu hết những bệnh nhân bị mụn đều bị nóng trong, vì vậy nên sử dụng những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt, bồi bổ cơ thể, dưỡng ẩm như thịt lợn nạc, phổi lợn, thịt thỏ, thịt vịt, nấm, nấm hương, rau cần tây, mồng tơi, rau dền, xà lách, mướp đắng, dưa leo, mướp, mướp sáp, cà chua, giá đỗ xanh, đỗ xanh, đỗ tương, đậu phụ, củ sen, dưa hấu, lê, táo gai, táo, v.v. Các thực phẩm nên hạn chế ăn để phòng ngừa mụn. Sản phẩm từ sữa. Sữa có chứa hàm lượng đường lactose và chất béo khá cao. Do vậy, nếu bạn uống quá nhiều sữa thì càng tạo cơ hội cho mụn mọc dày đặc hơn. Ngay cả các chế phẩm từ sữa như phô mai cũng không được khuyên dùng khi đang bị mụn. Sữa cũng có chứa các chất kích thích tăng trưởng, kích thích sự phát triển quá mức của các tế bào da, có khả năng làm bít các lỗ chân lông. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, ghi vào tải lượng đường huyết cao, GL, bao gồm bánh mì, ngũ cốc đã chế biến, cơm trắng, bánh quy, khoai tây, bánh ngọt, đường. Đây là một trong những loại thực phẩm có liên quan đến mụn trứng cá. Do đó, tiêu thụ quá nhiều đường thì làn da của bạn sẽ biểu tình sau vài giờ. Thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm chế biến có xu hướng chứa nhiều đường, muối và chất béo hơn nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều chất hóa học, chất bảo quản hay chất chống nấm mốc độc hại không tốt cho làn da chút nào. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.